បន្ទាប់ពីយើងរកបាននៅវត្ថុធាតុតាមក៏ដូចជាឧបករណ៍ក្នុងការផលិតមីជាអឹមគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងត្រូវដឹងពីវិធីក្នុងការផលិតមីអឹមដូចតទៅជំហាននំបូងគឺយើងត្រូវរែងកន្ទក់យកតែផ្នែកម៉ត់ចំនួន1គីឡូក្រាមសូមជាក់ផងដែរចំពោះកន្ទក់នេះយើងត្រូវយកកន្ទក់ដែលទើបតែនឹងកិនថ្មីថ្មីបើមិនជាយើងយកកន្ទក់ដែលកិនយូរឬមួយក៏ មានខ្មោតឬមួយក្លិនខាអាចធ្វើឲ្យមេអ៊ីអឹមរបស់យើងនឹងខូចគុណភាពបានអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវជ្រើសយកកន្ទក់ណាដែលទើបតែនឹងកិនថ្មីថ្មីកាន់តែថ្មីកាន់តែល្អធ្វើឲ្យមេជីអឹមរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅរក្សាទុកបានយូរការរែងនេះផងដែរគឺយើងត្រូវរែងយកតែផ្នែកម៉ត់ទៅបញ្ជាក់ចំណែកឯផ្នែកគ្រឿងយើងត្រូវតែទុកវាមួយដែរមួយឡែកអញ្ចឹងយើងយកតែផ្នែកម៉ត់ប៉ុណ្ណោះក្នុងការផលិតមេជីអឹម ໂດຍທີ່ក្នុងສະຖານະພິບວິດີໂອນີ້ຄືຂ້ອຍກໍາປົງແຕ່ແຮງຢູ່ແຕ່ຜ្នែកຫມອດຈໍານວນ 1 ກິໂລກຣາມ នេះគឺជាកន្ទក់ម៉ត់ដែលយើងធ្វើការរែងហើយបានចំនួន 1 គីឡូក្រាម ចំណែកនេះគឺជាផ្នែកគ្រឿងដែលយើងរែងហើយតែយើងអត់យកវាទេគឺយើងយកតែផ្នែកម៉ត់ប៉ុណ្ណោះចំនួន 1 គីឡូក្រាម ជំហានទី 2 យើងត្រូវវាយបំបែកឬមួយក៏បុកដីដំបូកឲ្យម៉ត់ Tốp mô dân thư ca rèn vía vô tập hạch mót chùm nguồn 1 kg. Bần tốp vì dân bàn rèn cần tốt nâng đầy đồng bộ bàn khớp chùm nguồn 2 anh chân dân chô đo chùm hiến tỷ bấy cư ca lê Scott Nord. Chùm pu Scott Nord ní dân trâu đua vi đạc nông cáo ដើម្បីធ្វើការលេបើកាលណាយើងយកវាទៅលេផ្ទាល់ជាមួយនឹងកន្ទក់នឹងដីដំបូកធ្វើឲ្យល្បាយរបស់យើងនឹងវាមិនរលាយចូលគ្នាសពល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដួសវាដាក់ក្នុងកែវកោតណោតយើង ប្រើប្រាស់ចំនួន3ខាំកន្ទក់1គីឡូក្រាមដីដំបូក1គីឡូក្រាមចំពោះស្កតណោតយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្វះបើមិនជាលើសវាមិនជាបញ្ហាទេបើមិនជាខ្វះអាចធ្វើឲ្យរូបមន្តរបស់យើងនឹងវាអត់ដំណើរការអញ្ចឹងសូមចិត្តឲ្យលើស ដើម្បីជៀសវាងការភ្លាត់អញ្ចឹងយើងដួសដាក់កែវហើយបន្តមកយើងត្រូវធ្វើការថ្លឹងវាឲ្យគ្រប់ចំនួនខាំឬមួយក៏លើសខាំក៏បានដែរជៀសវាងការខ្វះ Tốp mô dân chạm tật chô chùm nguồn cần lạc cáo Chùm bút tất cư dân trâu tài pra tật sát Dân ai vô tật băng rừng mươi có tật trọc bèn Chia viên vô tật kíp rừng mươi có tật ẩn đồn Thì bố tha tật ẩn đồn về miền xa thiết cả bó Chùm này tật kíp về miền xa thiết khổ đại ai Thư ôi mê chi rồi bó dân nâng ở đồng nạc cả Chân dân trâu vô tật băng rừng mươi có tật bỏ lái Đuộc viên trọt đọc hai dô tạ hào thang ngay dành kích Pi tổng bày thang ngay chỉ mừng sần Đâm bay ai Bình lưu bè tất nâng Phư ca xâm lập nê rốt đa miên ở phong tật Bỏ dương đầy dương dụng mà pra pra nâng Mình tốt bởi dương chạy tất cho chùm nuôn cực lạc kèo hai Dương tôi thư ca cố sko chỉ mua đình tất Ôi viên rồi liên chô khní ở sọp Đó Tốp mô dương vô cần tuốc nâng đầy đồng bộ Dương trâu vô lạc bài tặng phí ní li bằng chô kênh chỉ muốn sân Môn phía đại dương vô viên tử li chỉ vui nâng tật sko
dương trâu ly là bài tầng pi ní thư mách oi vi chô kia khai chỉ sạch tầng muối đầm bay oi mê chi là bò dương nứng tầm nào cả là dương trâu thư ca chỉ bò vi cho chỉ bò láng thư dương na oi dương bò cọt chặt luôn anh tha là bài là bò dương nứng bật chỉ chô kia khai chỉ sạch tầng muối. Cứ chỉ đầm nạc ca sầm khăn đại dương trâu tại thừa vía giang vừa chặt tục đáp thì vừa tha bờ sân đại dương thừa vía mình bàn ó thừa chỉ bờ dương nước ở đầm nạc ca này mình toa pi dương thừa ca ly làm bài thằng pi mình chốt nia khai chỉ sạch cái mùi hái dương trâu vô score bờ dương nước vô một cô viêm đoạn tiết đầm bay ơi tất hành score nước vía ly chốt nia căn tài lọ mình toa mua thừa ca chặt việc đó sân bàn hai dương cầm tuần chặt tặng ở mình tôm mua dương phơi ca cho bò vía ở sập lò chung pu ca cho bò đập bài cho môi nâng tật score nấy dương trâu chi dương cho bò vía cho bò hai cho bò tiết phơi dương ná ở vía sập lò chung pu sầm ná nhưng vô trong tài học sắp từ chất sắp đi rồi còn nọ đầm bay ai đăng tha sầm nam là bài là bò dương nâng vía bàn trầm học sắp từ chất sắp đi rồi tàu quay đại dương trâu cá dương còn tài li vi bẩn châu khni ở sập ao hai bẩn toa mõ dương vô đáy là bò dương chập vía put vía bẩn toa mõ dương lia đáy bờ sân chia đông là bài là bò dương nâng vì đại dương lia đáy tới vía bái miền tây tha vì từ sầm nam bẩn tai bờ sân địa dương chập vía hái put vì đại dương lia đáy mõ khư đông là bài là bò dương nư đông là ọt bằng bách mình lấy thá xâm nàn bỏ viết cục quán rồi phía rồi hài bờ sân chia xâm nàn mình cục quán nhưng ai bằng thêm tật tiết bán đòi mình bách chăm lê score mình đang tiết tế vì bố thá score nhưng cục chùm luôn hài còn tại vì tư xâm nàn vì bố thá tức nhưng ai bà chá nâng mùi cả tích và xài từ lư và thô thiệt bỏ dương nâng vì smooth rừng mùi có xàm sạp. Bạn thừa cả bụt mưa hái tại lìa mô vì khởi thả việc bay chắc mình đây thả việc tư dầm nàm chắc nhưng thừa cả bằng thêm tức bằng tích tiền dính trâu và giặt trăng lại bằng thêm tức dính trâu bằng thêm dạng ná bằng tình đoàn hay thừa cả lì vía hay thừa cả bụt vía mử dương còn chặt tức cầm hốc chiều viên cả nà sao ông biết dương còn ai cài bằng tỷ bờ sân chia việc tư dầm nàm nhưng ai thêm tức đoàn tình bàn chia riêng cho bò là bài là bò dương phơi dạng ná oi vì sập sạch là om rồi phía rối cana dương cho bò là bài là bò dương sập là ó phơi oi mị âm bò dương nứng đập ná ca là ó hay quân tập hiệp đại dương lật bán cứ can tịch phố nơi xa tộc bàn dù chân dương trâu vô chân tộc đá lòng kia cho bò là bài đập ná ca trong coi nấy thưa mất oi bàn là om rồi phía rồi chúng phụ mê y âm đài khi cầm phong tài phật ní cư nhóm thu lọc phật lật viê mà đoàn chỉ bị đoàn rồi mà hai hai có thu lọc dù viê từ pra hai khơi tha viê bật chế miên quân giảm bạc tràn tèn nhưng ai dù viê từ pra từ lửa cả đam bọn lái mùi có ca trình chấm sát xâm rạp nhóm cư nhóm thu lọc dù viê từ pra cho mùi ca trình chấm muộn chẳng khơi tha cổ bì bàn pra mê y âm đài nhóm phật lật bàn ở khuôn ánh khơi tha muốn việc thôn tồn năng khắc thiệt mà thà khắc thiệt đáo không mới có thật chết khuyên là lầm sạch chẳng ngã có sự phê biến ở lọ chẳng khuyên thà việc thôn năng khắc thiệt chẳng ngãi cứ nhóm bán phật viêm đóng tiết ông bây giờ tập pra chẳng mùi năng ca chẳng châm muôn vào nhóm năng vì bố thà ý âm đã nhóm phật bán vì muốn cứ nhóm bán pra vì ở hài mình tốt vì dương ly là bài sắp cho kia bán rồi phía rồi hái dương trâu thưa cả bút vì chạy đồng tôi là mốm đầm bây vô vi tập áp dương cùng phụt viên đông thông thông bế cả nà dương phụt viên đông thông thông bế ai phụ ơi mê y âm mà lòng bế đại dương vô viên tập áp giả bế bế thức ngay nâng vì ai nâng đà mình sọc ổn chẳng dương trâu phụt đông tôi là mốm đầm bây ơi mê y âm mà lòng bế đại dương vô viên tập áp giả bế bế thức ngay nâng cư vì đào spo bàn là ổn chung phụ khu vực có đại dương vô mô pra lòng bế áp là bà y âm bỏ dương mê đô chìa cực thúng
ហើយយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតយើងអាចប្រើប្រាស់កណាត់ឬមួយក៏កសែងយើងអាចប្រើប្រាស់កណាត់ឬមួយក៏កសែងពោះគោក៏បានប៉ុន្តែចំពោះកណាត់ឬមួយក៏កសែងពោះគោដែលយើងធ្លាប់យកវាទៅគក់ជាមួយនឹងសាប៊ូយើងត្រូវតែយកវាទៅគក់វាជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទឹកប្រទេសហាមប្រើសាប៊ូពីរទៅបីដងហើយហាលថ្ងៃវាចោលពីរទៅបីថ្ងៃទៅកាលណាយើង បោកគក់វាជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកាន់តែច្រើនលើសកាន់តែល្អធ្វើឲ្យសារធាតុសាប៊ូដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់បោកជាមួយនឹងសាប៊ូពីមុនហ្នឹងវាកាន់តែជ្រះល្អពីព្រោះថាមេអ៊ីអឹមរបស់យើងនេះគឺការណាប៉ះជាមួយនឹងសារធាតុសាប៊ូធ្វើឲ្យមេអ៊ីអឹមរបស់យើងងាប់អត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងចំពោះត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកសែងឬមួយក៏កណាត់ដែលយើងធ្លាប់ បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការពូតលបាយអ៊ីអឹមរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលវេចខ្ចប់ដើម្បីយកវាទៅផ្អាប់ចំពោះការវេចខ្ចប់យើងអាចប្រើប្រាស់កន្ធុងឬមួយក៏ចានដែរចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើកន្ធុងដើម្បីយកអ៊ីអឹមរបស់យើងទៅផ្អាប់ចំពោះកណាត់នេះគឺយើងយកវាទៅជ្រលក់ទឹកបន្ទាប់មកពូតវាឲ្យសោះ ហើយធ្វើការរៀបដាក់ក្នុងកន្ទុងឲ្យល្អយើងអាចប្រើកណាត់ពីរទៅបីជាន់កណាត់នេះគឺយើងច្រលក់ទឹកហើយយកវាមកពូតឲ្យសោះទឹកបន្ទាប់មកយកដុំល្បាយអ៊ីអឹមទៅតម្រៀបនៅក្នុងកណាត់ហ្នឹងរហូតដល់តែអស់ដុំល្បាយរបស់យើង ពេលដែលយើងតម្រៀបវាយើងធ្វើយ៉ាងណាតម្រៀបវាឲ្យណែនល្អមិនមែនចកតទេប៉ុន្តែយើងដាក់វាធ្វើមិនឲ្យវាណែនល្អដើម្បីឲ្យដុំស្ពតរបស់យើងដើរបានល្អបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរុំវាដោយកណាត់សាវរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើការរុំវាធ្វើមិនឲ្យជិតល្អដើម្បីកុំឲ្យវាទៅពន្លឺថ្ងៃ កសែងនេះក៏យើងច្រលក់ទឹកដែរប៉ុន្តែយើងពូតវាឲ្យសោះដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគ្របពីលើដំណាក់កាលទី1ក្នុងការផលិតមេអ៊ីអឹមគឺយើងបានធ្វើចប់សព្វគ្រប់ហើយអ្វីដែលនៅសល់គឺយើងត្រូវយកល្បាយរបស់យើងទៅរក្សាទុកនៅក្នុងលោកដែលមានខ្យល់ចេញចូលយើងត្រូវដាក់នៅក្នុងចានដែកហើយដាក់ទឹកបន្តិចផងជៀសវាងកុំឲ្យសម្ងួតចូល សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូដែលបង្ហាញពីរបៀបនៃការផលិតមេអ៊ីអឹមតាំងពីដំបូងរហូតដល់បញ្ចប់ក្នុងដំណាក់កាលទី1អញ្ចឹងយើងរួមចាំទៅទស្សនាការផលិតមេអ៊ីអឹមនៅដំណាក់កាលទី2នៅរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមកុំភ្លេចចូលមកទស្សនានៅវីដេអូពីរបៀបនៃការផលិតមេអ៊ីអឹមនៅដំណាក់កាលទី2ពីព្រោះតាមដំណាក់កាលទី1យើងមិនទាន់អាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានទេលុះត្រាតែយើងយកវាទៅ ផលិតជាមេអ៊ីអឹមដំណាក់កាលទី2គឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានសូមអរគុណ